Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trên hành trình những trường hợp đi tư vấn phong thủy. Và hôm nay chúng ta sẽ đến một cái địa điểm, đó là chính là thị xã Sơn Tây. Đây là một cái khu thị xã nằm ở ngoại thành của Hà Nội. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt để cũng như là để đi tư vấn cho cái việc xây một cái nhà mới tại khu vực này. Mình có chỗ nào ngồi một chút được không anh? Để em lấy thông tin đã. Em không có nhà. Thế thì mình ra cái góc này mình xem nào. Em mua ở bên này. Tức là khu vực đất này, nó ở cái khu vực này nó đang là nó anh mua một phần thôi. Đúng. Chứ không phải là tất cả cái ô này. Thì cái phần của anh mua nó nằm chỗ nào anh? Tức là 4m6. Tức là từ cái mặt tiền bên từ bên này. Vâng, đây là 4m6. Nó chạy sang bên này, từ bên này sang bên này là 4m6. Dạ vâng. Xong rồi là chạy thẳng một toàn ra đường. Đi vãng. Hôm nay là anh này mua lại đất của một chị ở đây. Trước hết là em trao đổi với anh về cái quy trình tư vấn ở công ty một chút. Vâng. Anh nắm được cái tinh thần, xong bắt đầu là từ cái tinh thần đấy xong anh em mình mới tiến hành vào khảo sát với tư vấn được. Vâng. Trước hết là thay mặt công ty Phong Thủy Đông Nguyên rất là cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng cái sản phẩm dịch vụ, đó là cái sản phẩm một tư vấn thiết kế hồ sơ phong thủy cho nhà xây mới. Thì hôm nay thì xuống khảo sát cái khu vực đất của anh thì cũng nắm cái tình hình, tại vì là mình không có vào được, bởi vì là không có, nên thành ra là mình trao đổi với cả anh cái quy trình một chút. Thì đầu tiên là mình sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin của anh và lúc mà chỗ mà Long anh cung cấp cho chỗ của trợ lý của bạn Long để bạn nắm thông tin. Thì sau khi kiểm tra thông tin của anh xong thì mình sẽ trao đổi và khảo sát lại xem cái thửa đất với cái không gian mà anh dự kiến anh định xây dựng như thế nào và cái kích thước đất như ra sao, và sau đó thì mình sẽ tiến hành khảo sát. Sau khi mà khảo sát xong thì mình sẽ trả lời anh ba câu hỏi. Câu hỏi nhất là cái sạch đất này thì nó có vượng không, thứ hai là anh cư trú trên đất này thì các thành viên trong gia đình anh cư trú trên đất này còn nó có hợp long và nó phát cái tính bền vững như thế nào, và thứ ba nữa là cái vận khí của trạch và vận khí của đất thì nó có về lâu về dài thì liệu nó có cát hay không. Thì sau khi trao đổi với anh tổng thể xong thì anh sẽ đưa ra quyết định xem là mình sẽ tiến hành mình xây dựng tại đây hay là mình xây dựng tại chỗ nào, và sau đó là với cái hướng tọa như thế này thì bao giờ thì mình sẽ xây dựng, thì cái đấy thì mình sẽ tư vấn. Sau khi tư vấn xong thì anh sẽ tiến hành qua bước thứ hai nữa, tức là mình sẽ lấy các thông tin về công năng. Lúc ấy mình sẽ tư vấn lại anh một chút về công năng xem là cái mong muốn của anh như thế nào. Sau khi mà lấy cái công năng của anh xong thì mình sẽ căn cứ vào cái diện tích đất hiện trạng thì mình sẽ về mình sẽ vẽ một cái mặt bằng, gọi là mặt bằng bố trí công năng kiến trúc nội thất. Thì gọi là mặt bằng đến bố trí nội thất vì là gần như tất cả các đồ đạc ở trong nhà đến cái tủ giày mình đã bố trí vị trí rồi, để xe gỗ để chỗ nào đã bố trí rồi, thì mình sẽ gửi cho anh cái bản hồ sơ đó. Sau khi mà mình đã xem và thống nhất thì anh sẽ căn cứ vào cái bản vẽ đó và làm việc với kiến trúc sư với bên mình xem là với cái thiết kế như vậy thì anh đã hài lòng chưa. Anh chỉ cái tiêu chí về phong thủy, tiêu chí về kiến trúc, tiêu chí về công năng và thẩm mỹ là mình đã đảm bảo cho anh rồi. Anh chỉ cần xem là nó có phù hợp với cả văn hóa, phù hợp với thói quen sinh hoạt gia đình nhà mình hay không thôi. Sau khi mà anh thống nhất tất cả những cái mong muốn của anh về căn nhà xong thì bên mình sẽ chuyển qua mình làm đến tiếp theo là bước là làm hồ sơ phong thủy. Thì sau khi trả cho anh hồ sơ phong thủy xong thì trong hồ sơ phong thủy nó có 3 bản. Một là cái bản vẽ màu trắng, tức là cái bản đấy đưa cho thợ xây hoặc đưa cho đơn vị kiến trúc để tiếp tục họ làm cái phần kết cấu điện nước. Còn nếu như mà ngoài ra thì một bản hồ sơ phong thủy thì trong đó nó có khoảng 10 bộ hồ sơ nhỏ, chắc là Long cũng đã đưa cho anh xem rồi. Và cái điểm thứ ba là quyển sách hướng dẫn các cái thực hiện cái việc nghi thức nghi lễ tại gia, từ cái việc mà động thổ cho đến nhập trạch. Và hồ sơ của anh được lưu công ty khoảng 10 năm thì bất kỳ khi nào mà có vấn đề gì mà sửa chữa lớn, ví dụ như anh làm thêm tầng, ví dụ như anh cơi nới thêm phần nào hay mua thêm đất bên này nữa, xong rồi anh cơi nới ra hay như nào đấy thì lúc ấy thì anh sẽ trao đổi với công ty để mà tiếp tục hỗ trợ anh trong cái giai đoạn tiếp theo. Thì để mà thực hiện việc đấy thì mình cần lấy một cái chút thông tin, kiểm tra lại thông tin của anh một chút. Về cơ bản thông tin thì anh còn hoàn thắc mắc gì không ạ? Không, vẫn đơn giản. Rồi em anh gì ấy hỏi thì em cũng cho thông tin đấy rồi. Vâng, ok. Rồi, cho mình kiểm tra một chút. Anh Hiệu là ngày tháng năm sinh của anh là ngày 18 tháng 4 năm 76 lúc 22 giờ đúng không ạ? Vâng. Dương lịch. Vợ anh là ngày 16 tháng 6 năm 80 lúc 1 giờ sáng. Cho em hỏi trước 1 giờ sáng hay sau giờ sáng hay 1 giờ sáng anh? Vợ em thì không nhớ rõ. Mà chỉ nhớ áng tầm đấy thôi. Em thì nhớ tới chính xác. Chính xác. Bà là bà tôi chính xác.
Anh có một cô con gái sinh ngày 7 tháng 4 năm 2005 lúc 2 giờ 30 phút sáng. Một cậu con trai sinh ngày 29 tháng 4, 24 tháng 9 năm 2014. Tuổi Giáp Ngọ, đúng không ạ? Trên bảng là cái diện tích đất của anh ấy là từ cái mép tường bên kia này. Đây là cái đất, đây nha. Mình cứ vẽ, đây là cái đường này. Đây là cái đường này. Thì cái mảnh đất của anh nó thế này. Thì bề ngang chỗ này 46. Chỗ này phải. Chân là 4,6 m. Còn mặt chiều sâu vào anh? Sâu vào một vế là đi 22m40 và một vế là 21m6. Cho em mượn, anh có cái sổ đỏ đúng không ạ? Đây tốt quá, cho em mượn. Đây, tức là chỗ này là 46 này. Dạ vâng. Hơi chiều chéo gì đúng không ạ? Nó góc bên này nó lồi ra. Thì cái chỗ đất này như nào anh? À cái đấy của bà nhà bên. Dạ. Là chưa ngày trước là nó để như thế, bây giờ họ nhà bên là bán bên kia cho vuông. À. Đã bán cho họ cho vuông. Thì cái điểm lấy sáng nói chung là nhà đấy không bao giờ xây ra ở góc đấy đúng không? Mình cứ mở cửa sổ đúng không anh? Đấy, em đang muốn anh vẫn mở cửa sổ. Nhưng mà chắc là chỉ mở cái góc độ mở vào trong thôi, chỉ không cửa lùa. Đấy, mở cửa lùa. Nó một là cửa lùa, hai là nó sử dụng vách gạch chuyên sáng. Đấy. Tức là chắc chắn là sẽ làm. Vâng, mở ok. Mở sang bên kia thì hơi khó. Sáng đúng không? Như vậy thì đằng sau như này mình vẫn còn luôn đúng không? Đúng rồi, vẫn còn đất trống. Tức là vẫn sáng được đúng không ạ? Khu vực này nó vẫn sáng được đúng không ạ? Nó đang bị hơi chéo chéo cái mặt tiền này một tí đúng không? Đúng rồi. Cái này đang bị dài, cắt vào đây cái này thừa. Thực ra là cái đường này là nếu như đo như này là hơi 46. Đúng rồi. Vì nó phải đo từ đây đến đây là 46 rồi đúng không ạ? Rồi ok. Trên này là anh dự kiến, trên này là anh dự kiến là xây một cái căn nhà. Anh xây là chỗ này là chiều dài của mình đến tận 21 mét cơ mà. Vâng. Nhưng mà em lại đang tính là anh định làm như nào? Để khoảng 5 mét sân đằng trước. Sân để 5 mét. Nghĩa là để một con xe 7 chỗ chẳng hạn là vừa. Không vừa được, sân em phải để 5 mét rưỡi. Thì mới đủ xe 7 chỗ. Vì nó mới còn chỗ thở. Bởi vì riêng cái bình thường cái xe 7 chỗ phải 5 mét 2. Đang nghĩ là cạn quá, thì sợ bên trong nhà là bị ngắn mất. Mình cứ thử từ áng áng nhá, em cứ áng áng nhá, ví dụ 5 cho 5 nhá. Rồi. Sau đó tiếp theo là anh phòng khách cũng khoảng 5m3. Sau đến một cái phòng, sau đến phòng khách này. Sau đó là đến khu vực thang này. Sau đến bếp, một cái phòng ngủ nhỏ 3m. Sau đến phòng ngủ này. Rồi bếp. Rồi bếp. Đấy, bây giờ muốn nhà vệ sinh chứ thì biết là để đâu. Cái này thì em chỉ chia không gian thôi. Rồi sau đến tầng 2, đây là tầng 1 lên tầng 2. Từ từ mình chia thử một tí xem. Tầng 2 anh cần bố trí bao nhiêu phòng ngủ trên tầng 2 ạ? Tầng 2 em sẽ có 3 phòng ngủ. Đây phòng ngủ 1 này, đây phòng ngủ này, trên bếp làm phòng ngủ nữa. Ừ. Cứ viết tạm đây đã. Rồi trên phòng khách này làm phòng ngủ. Cái chỗ đằng trước này anh để sân hay là anh thích lập mái? Đang định để, đang đấy còn chưa nghĩ là để sân hay làm mái. Là vì thích thoáng thì chắc là để không. Như vậy là thì anh nhá, nếu như nó có hai phương án là để làm mặt tiền chỗ này. Nếu như anh mà đổ ở dưới tầng 1 anh đổ ra bên ngoài thì trên anh có một cái sân khoảng 20 mét vuông là cái sân vườn ở trên đấy. Em hiểu. Đấy, đang có một người mẹ bạn thì bảo nếu mà anh thích cây cối thì anh làm rộng ra trước để làm cái sân ở trên. Thế nhưng dưới bên dưới sẽ có kín quá không? Nó lại tối. Không thì dưới mình làm dính xuống chứ, mình làm xuyên sáng xuống chứ. Không tối thì không sợ tối. Bởi vì là giả sử như hai bên mé hai bên này là mai sau anh sẽ làm kính chứ. Ánh sáng tự nhiên nó xuống chứ. Em hiểu rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì được cái vị trí, nó sẽ được cái vị trí cái phòng ngủ bên trên nó rất là rộng. Được rồi, cái này để em tính. Mình hoặc là mình chỉ làm khoảng tầm, mình đua ra khoảng tầm 1m4 thôi. Đấy, em nghĩ có một cái hiên nhỏ nhỏ. Làm 1m4 thôi, sau đó cái phòng trên này mình cần làm thụt lại nữa cơ mà. Tại vì cái chỗ này bên dưới, ví dụ anh tính 5m phòng đang ngủ dài quá. Thì là 4m nó còn đang, vẫn còn đang dài cơ. Đang dài quá, đang rộng quá. Rồi, cái từ từ tính lại cái hiên này. Lại cái phần hiên trước. Xem nó đổ hết hay làm mái xuyên hay làm mái 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 xuyên sáng. Chứ mà cái về cái khu về vệ sinh ở trên tầng 2 ấy,
là mình sẽ làm một cái vệ sinh chung, một cái vệ sinh khép kín hay như nào anh? Em là đang muốn làm hai phòng vệ sinh trên đấy, thì một phòng nào nếu mà tiện thì cho một phòng vệ sinh khép kín, còn một phòng đi chung. Vâng. Mình sẽ làm hai vệ khép C. Ở tầng trên. Tầng một đấy. Là khép kín. Một khép kín trong phòng master. Vâng. Một cái vệ sinh chung cho hai phòng ngủ. Rồi cứ mình cứ áng áng thế đã. Đấy, định hướng. Định hướng này còn lấy đầu bài. Sau đó là mình sẽ lên đến vị trí của tầng 3. Tầng 3 thì mình sẽ bố trí ở trên này chỉ có phòng thờ mới ra, phòng thờ mới giặt phơi thôi đúng không ạ? Thế thì phải bố trí được như này, nếu như bố trí như này là bố trí hai sân đấy. Đúng không ạ? Một cái vị trí ở đằng trước là một cái vị trí ở đằng trước là thang lên đây đúng không? Thì sau đó là ví dụ chỗ này nó là một cái sân. Bởi vì kiểu gì đấy anh bố trí vị trí khép kín nó phải nằm ở phòng trước không nằm phòng sau được. Vị trí khép kín nó sẽ nằm ngay đúng cái trục thang nên nó sẽ nằm kiểu gì nó phải nằm ở góc này. Chứ nó không thể nằm ở ngoài này được. Đúng không? Nếu như mà để lên trên này mà để mà không làm vệ sinh mà đặt phòng thờ nó nằm đúng trục vệ sinh. Mà cái vệ sinh chung kia thì khả năng nó đập kẹp giữa hai phòng này. Thì cho nó tiện. Thì khả năng mình sẽ bố trí phòng thờ vào khoảng chỗ này. Sau đó nó có một cái lối ra đằng sau đây ra. Chuyện không đẩy lên trước được hết. Thì nếu đẩy trước thì làm hai sân, thì đẩy hai sân trước đằng sau cũng được. Sợ đẩy đằng trước cũng được, đẩy trước cũng được, đẩy trước thì cũng không cần, đẩy trước thì nó lại làm như này. Đẩy trước thì nó lại tách ra là cái vị trí của cái phòng này là thành thành cái kho. Cái trục vệ sinh của nhà của phòng master bên trên ấy thành cái kho không? Thì chỗ này bắt đầu là cái phòng thờ nó sẽ ngắn lại đến như này thôi. Thì chỗ này nó sẽ vào làm ví dụ phòng thờ để như này hoặc để tựa vào đây cũng được. Phòng thờ thì cho rằng trước thì đằng sau thì mình sẽ làm toàn bộ phần đằng sau mình bỏ hết đằng sau mình sẽ làm phơi hết. Thì như thế cũng hợp lý. Em đang định cho phòng trước. Ok. Để sâu sợ nó lại hơi. Được, được. Tất nhiên là để đằng sau này thì sẽ phải phần trên này sẽ đổ ít hơn đấy. Nhưng mà để trước này sẽ phải đổ tràn rất nhiều. Cái này là tốn diện tích hơn nhiều này. Cái này thành hai không phải là 2,5 tầng nữa mà là nó 2,8 tầng. Có gần như có 3 tầng rồi, nó chỉ. Mỗi tí rồi, còn đằng tại vì đằng này vẫn phải che cầu thang mà. Chê thang phải che tiếp hiên ra. Em đang bảo nếu mà cứ để xem mà nếu không thì làm thêm phòng ngủ nữa trên đấy rồi dự phòng cũng được. Rộng đoạn đấy rộng. Vâng. Rộng dài. Mà. Từ nói chung mà nhưng mà về cơ bản phòng ngủ nhanh thừa rồi. Dạ vâng, đấy đang đang. Nó thừa rồi tính ra là 4 phòng ngủ rồi còn đâu nữa mà. Dạ. Rồi đem tính gần vị trí của giếng. Trời thương thì sinh đứa nữa bạn ơi. Đứa nữa thì vẫn thừa. Rồi, bây giờ thì để em khảo sát em đo lại cái khu vực này lấy cái tọa độ GPS đây đã. Kể mà nếu như mà có cái tốc độ GPS ngay từ đầu ấy, bởi vì cái phần mềm em viết của công ty là mục tiêu là để lấy cái GPS, chỉ cần lấy cái gì kích nó sao chép thôi một cái. Thì về sau thì khảo sát tổng mạch cả khu này nó dễ. Mạch sẽ là về này. Và cả nội này. Đó. Cái nhà này nếu như mà anh đang dự kiến mình đo lên tiện nó mình chưa đo. Chưa chính xác nhưng khả năng nó anh đang bảo là lập hướng nó đang chạy ra chỗ này hướng nhà nó đang hướng tây này. Vâng. Nó đang tây này, nó quay như này. Mẹ tiệu xem cái mạch này cái đường này nó chạy kiểu gì. Con sông nó chạy kiểu gì. Xem nó thu được khí địa phương này về không. Thu được cái này về không. Đấy là chung cư đấy. Đấy mình vừa đến chỗ xe. Có được là về không? Rồi.